Khi kim đồng hồ đã điểm phút bù giờ thứ 3, thời điểm toàn bộ khán giả nước Đức vẫn đang im bặt vì đội chủ nhà Euro 2024 đang phải đối mặt với thất bại. David Raum tạt vào rất đẹp bên cánh trái, giúp cho siêu dự bị Fulkrug bật cao đánh đầu tung lưới Thụy Sĩ. Và thế là hai từ cảm xúc, thứ nghệ thuật thiêng liêng nhất trong bóng đá lại xuất hiện. Đức chính thức vượt qua vòng bảng với thành tích bất bại. Cơ mà đó chưa phải là điểm nhấn nổi bật nhất tại bảng A vòng chung kết Euro trên đất Đức. Bởi ở trận đấu còn lại giữa Hungary và Scotland, mọi thứ còn điên rồ hơn thế rất nhiều. Đáng buồn thay, cũng tại thánh địa Stuttgart Arena ấy, cả thế giới lại phải bật khóc trước chấn thương có lẽ là kinh hoàng nhất tại giải đấu danh giá nhất lục địa già năm nay. Đây chắc chắn là hình ảnh đáng chú ý nhất và cũng sẽ trở thành khoảnh khắc thương tâm nhất tại Euro 2024. Barnabas Vaga nằm sân sau pha va chạm mạnh với thủ môn Angus Gunn của Scotland trong hiệp 2. Các cầu thủ Hungary đã nhanh chóng nhận ra sự nghiêm trọng của chấn thương này và vội vã gọi nhân viên y tế vào sân. Trận đấu bị dừng lại vài phút trước khi tiền đạo của Hungary được đưa lên xe cáng rời sân. Các cầu thủ Hungary đã căng những tấm vải để che chắn cho Vaga, vì vậy chưa rõ tình trạng của cầu thủ này ra sao. Có một vài cầu thủ Hungary đã bật khóc ở tình huống này, bao gồm đội trưởng Dominic Szoboszlai. Cũng vì vậy mà lo ngại cho tình hình sức khỏe của chân sút bên phía Hungary ngày càng lên cao. Đài truyền hình cũng không chiếu cận cảnh tình huống va chạm của Vaga với thủ môn của Scotland, nhưng người hâm mộ cũng được xem lại pha quay chậm từ góc cao. Dường như Angus Gunn đã thúc đầu gối vào cổ của Vaga ở pha bóng này, dẫn tới một chấn thương nguy hiểm. Mới đây, Liên đoàn bóng đá Hungary đã cập nhật về tình hình sức khỏe ban đầu của Vaga. Tình trạng của Barnabas Vaga đang ổn định. Cậu ấy đang ở một trong những bệnh viện tại Stuttgart. Chúng tôi sẽ thông báo cho các bạn nếu có tin gì mới về tình trạng của cầu thủ này. Quay trở lại với trận đấu sau quãng thời gian dài gián đoạn vì chấn thương của Vaga, dường như ký ức và hình ảnh của Eriksen tại Euro 2020 đã ùa về. Cũng giống như Đan Mạch, dường như việc chứng kiến người đồng đội của mình phải rời sân sau chấn thương kinh hoàng đã tiếp thêm nguồn động lực vô hạn đối với các cầu thủ Hungary. Những người chiến hữu đã chiến đấu bằng tất cả khát vọng của mình, để rồi một cái kết không thể đẹp hơn đã xuất hiện khi tất cả cùng đem tin vui chiến thắng về với Barnabas Vaga. Từ một pha phản công, Hungary đã có được bàn thắng duy nhất để đánh bại Scotland với người dứt điểm là Kevin Sobot. Thời điểm ấy, kim đồng hồ đã chuyển sang phút bù giờ thứ 10 của trận đấu. Kết quả này giúp Hungary cướp được vị trí thứ 3 của Scotland ở bảng A và cơ hội đi tiếp vào vòng trong của đội bóng này vẫn còn, khi họ đang là một trong những đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Đó chính là sự kiện nổi bật nhất trong lượt trận cuối bảng A Euro 2024. Ở cuộc chiến còn lại, chủ nhà Đức sau khi chính thức có mặt tại vòng knockout từ trước khi thi đấu dường như đã đá giữ khách trước Thụy Sĩ. Chính vì lẽ đó nên những cỗ xe tăng đã phải nhận bàn thua trước. Phút 28, từ quả căng ngang dọn cỗ bên cánh trái của Freuler, Endoye dễ dàng đệm tung lưới Neuer ở cự ly gần, khai thông thế bế tắc của trận đấu. Bất ngờ bị dẫn trước, những cỗ xe tăng đã không hề nôn nóng. Họ bình tĩnh triển khai các đợt tấn công lên phía khung thành của Jan Sommer. Dẫu vậy thì hiệp thi đấu thứ nhất vẫn kết thúc với lợi thế dẫn trước một bàn nghiêng về phía Thụy Sĩ. Sau giờ nghỉ, đội chủ nhà vẫn tạo ra một thế trận ép sân đầy áp đảo, liên tiếp là những cơ hội được tạo ra trước cầu môn của Thụy Sĩ. Tuy nhiên, trong một ngày thi đấu kém duyên, các chân sút của Dieman Schaaf đã phải rất vất vả trước hàng phòng ngự chắc chắn tới từ đội khách. Tưởng chừng như trận đấu sẽ kết thúc với chiến thắng cho đoàn quân của Murat Yakin. Nhưng không, Đức đã có bàn thắng gỡ hòa 1-1 đầy cảm xúc ở phút 90+3. Tiền đạo Fulkrug có pha đánh đầu lái bóng điệu nghệ, khiến cho thủ môn Jan Sommer chôn chân và nhìn bóng bay vào lưới. Chung cuộc, hai đội cầm chân nhau với tỷ số hòa 1-1. Kết quả này giúp cho Đức giành vé đi tiếp với ngôi đầu bảng A sau khi có 7 điểm sau 3 trận. Trong khi đó, Thụy Sĩ đứng thứ hai với 5 điểm trong tay. Như vậy, cục diện bảng đấu đầu tiên tại Euro 2024 đã ngã ngũ. Hai tấm vé lọt vào vòng knockout đã thuộc về Đức và Thụy Sĩ. Những cỗ xe tăng tuy để lại nhiều dấu hỏi trong trận cuối, nhưng họ vẫn kết thúc chiến dịch ở vị trí nhất bảng. Điều đó giúp cho thầy trò Julian Nagelsmann bớt phần nào gánh nặng khi chỉ phải gặp đội nhì bảng C. Mà theo tình hình hiện tại thì cuộc chiến cho ngôi vị này vẫn đang rộng mở cho cả Đan Mạch, Slovenia cũng như Serbia. Thực chất, Anh với những màn thể hiện thất vọng cũng chưa chắc 100% sẽ đứng đầu bảng C. Tuy nhiên, khả năng có cơn địa chấn khiến Anh và Đức phải gặp nhau từ rất sớm xem ra là cực khó xảy ra. Còn đối với Thụy Sĩ, với ngôi nhì bảng A, họ sẽ gặp đội đứng thứ nhì của bảng B ở vòng 16 đội. Italia, Croatia và cả Albania nữa đang cạnh tranh cực gắt cho tấm vé này và họ sẽ là đối thủ của thầy trò Murat Yakin. Hungary cùng với chấn thương kinh hoàng của Barnabas Vaga và bàn thắng ở phút bù giờ thứ 10 đầy cảm xúc
đã tạm thời cứu lấy chính mình với vị trí thứ 3, với 3 điểm cùng với hệ số âm 3. Hungary giờ đây sẽ phải chờ đợi kết quả của toàn bộ trận đấu còn lại tại vòng bảng Euro 2024 ngã ngũ để xác định xem mình có phải là một trong 4 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất hay là không. Có như vậy thì tin vui mới chính thức cập bến và chắc chắn sẽ được chuyển thẳng tới bệnh viện, nơi mà Vaga vẫn đang nỗ lực chiến đấu để vượt lên trên số phận.